Ông Nhí ơi, ông Nhí à, có ở nhà hay là không? Trời đất cơ, mới sáng sớm đang làm gì đó cha nội. Ông Nhí ơi, nè. cái vụ gì vậy? Đang dọn mặt rác này dơ quá. Đang đi kiếm ông Tư. Có thấy ông Tư không? Ngoài mày làm gì mày kiếm ông Tư hoài vậy? Trời đất cơ, hôm nay là ngày gì ông không biết hả? Ngày gì? Hôm nay là ngày đặc biệt. Ngày gì mới được? Ông làm anh mà ông không nhớ hả? Không, tao đâu có nhớ. Trời đất cơ, hôm nay là một cái ngày rất là đặc biệt của ông Tư mà ông không nhớ. Không lẽ nó cưới vợ? Có bồ đâu cưới vợ. Trời đất cơ, tiền không có ăn mà cưới vợ. Ông không nhớ hả? Bây giờ ông không nhớ thì tôi không nói luôn. Mày nói thử tao nghe coi tao mới nhớ ra chứ. Cái ngày đặc biệt mình là làm anh mà mình không nhớ thì ai nhớ đây? Tôi là phận em mà tôi còn nhớ. Ông làm anh ông không nhớ. Bây giờ tôi nói ra tôi được cái gì? Ông có cho tiền tôi không? Mày tào lao quá mày. Mày nói cho tao biết đi chứ để tao xử lý chứ. Giờ cho tôi con cá, tôi nói con cá thường thường thôi. Này nè đó, mày muốn lụm mày lụm đi. Nè. Không ấy là tôi không nói luôn. Thằng này. Đây nè, mấy con thường thường là mày lụm đi. Thích con nào lụm con. Con này được không? Con này trên bình thường rồi. Con nào ông cho con nào lấy con đó. Nè. Cho con nào khinh ra. Cho tôi con cá tôi nói. Còn không ấy là tôi không nói luôn. Mày nói đi. Làm anh kiểu này là chết rồi. Chu cha, con này đẹp. Con này tên của nó là cá gì? Cái này là Yellow Candy. Quá đẹp nha. Yellow Candy. Yellow có nghĩa màu vàng. Candy có nghĩa là sáng sáng đúng không? Được. Hợp phong thủy. Thấy không? Vô nó rồi nghe coi mà. Ngày gì? Không lẽ mẹ cho tiền ta? Hôm nay là ngày sinh nhật của ông Tư. Mày tào lao hết sức mày. Hôm nay là ngày sinh nhật của ông Tư. Ông đi đâu đó? Trời đất cơ, đi ra đây. Ngày sinh nhật của ông Tư mà ông đi trốn hả? Sao ông trốn? Cái thằng quỷ đó sinh nhật nó hoài à. Hôm nay là ngày sinh nhật chính thức của ổng nè. Mấy bữa kia là tôi với ổng xạo thôi. Hôm nay mới là ngày sinh nhật của đứa em mình. Trời đất cơ, cái ông này đi ra coi. Ổng qua tới kìa. Rồi bước vô đi, xin mời anh. Ngày sinh nhật nha. Sinh nhật nó thì bình thường thôi mà làm gì vậy? Hôm nay là ngày sinh nhật của ông Tư, ít ra mình cũng có tặng ông cái gì. Sáng giờ đi vòng vòng được chiếc nhẫn. Quá ngon lành. Mày tặng cho nó hả? Đúng rồi, Bao nhiêu? 60.000. Mày điên hả mày? Chiếc nhẫn này ra chợ mua có 60 ngàn à, đeo cho nó hên. Quan trọng là tấm lòng nè, tặng cái gì cũng được. Ai như ông, sinh nhật của đứa em mà không tặng cái gì hết đi trốn. Cái thời buổi nó khó khăn, làm ăn buôn bán cái gì đâu ế, phải trốn thôi. Cái này là mày tặng quà phải không? Quà của thiện tặng mày hả? Đúng rồi. Rồi, bây giờ tới tao phải không? Đúng rồi. Giờ tao tặng cho mày, tao đâu có gì đâu. Tiền không có, đồ ăn cũng không có luôn. Chỉ có cá thôi. Giờ thích cá lấy cá. Rồi lấy con đi. Cũng được á. Cá về không xài, đăng lên mạng bán cho người khác lấy tiền. Đồ kỷ niệm mà đăng bán mày. Ừ thôi quên, lựa đi. Đó mày lựa đi. Trời đất ơi. Lựa con xịn, lựa con xịn.
gì xịn? Lựa con nào xịn nhất ông Tư? Kệ bên kia, kệ bên kia. Con này đi. Rồi, lụm con đó đi. Con này con rồng trắng của tao mà. Lụm con này ông Tư. Con này hiếm nè, rồng trắng. Con này con rồng trắng mà đâu có đưa mày được. Sao không được? Tao nói mày nó giá trị lắm. Giá trị như nào? Giá trị nó cao lắm. Lựa con khác cũng được ông Tư. Con này để làm giống. Sinh nhật của thằng nào thì thằng đó nhận quà chứ. Sinh nhật của ông Tư, ít ra anh em mình cũng làm cái gì đó để mà đãi ông Tư ăn. Đúng rồi, hôm nay ngày sinh của tôi mà. Hôm nay là ngày đặc biệt á. Hỏi ổng coi. Hôm nay là ngày chính thức tôi sinh ra đời đó. Đó, thấy ghê không? Ông mà không tổ chức cho tôi một buổi tiệc là từ nay về sau là khỏi luôn á. Đúng rồi. Kệ mày. Thế kệ mày chứ. Sinh nhật mày mày đồ quà tao tặng quà rồi. Đồ ăn gì nữa? Làm ăn gì kỳ vậy? Ừ. Hồi đó có đi học không? Ông có nhớ cái bài ca gì không? Làm ăn khó lắm, phải đâu chuyện đùa. Đúng không? Có đồ chơi đẹp cũng nhường cho em. Đúng rồi. Ông quên hết rồi. Sao quên được vậy? Tao là anh lớn mà nhớ hết chứ sao quên được. Nhớ lại, hoài niệm một chút xíu coi. Cách đây mười mấy năm trước, lúc đó ông còn trẻ, ông Tư còn nhỏ, tôi nhỏ hơn. Cái thời đó ông làm cái gì ông nhớ không? Tôi đâu có nhớ đâu. Mày chế gì nữa thằng này? Tào lao quá mày ơi. Tao nói mày làm anh thì đương nhiên là phải có trách nhiệm. Phải có trách nhiệm. Mấy lần trước là làm sao? Mấy lần trước là tôi giỡn thôi, tôi giả bộ thôi, cái này mới là thiệt. Mấy lần trước á là anh em mình test thử, thử lòng thôi. Còn hôm nay là ngày chính thức nè. Mà cái ngày chính thức mà không có cái gì á thì sau này anh em khó nhìn mặt nhau lắm. Ừ. Đúng rồi. Khỏi luôn á. Đi về ông Tư ăn. Giờ đi về đi, khỏi cần nói gì hết. Làm anh mà vậy là thua rồi. Không thèm lấy cá luôn. Cái ngày sinh nhật á mà không có cho ăn gì hết. Còn nói nặng nói nhẹ. Đúng chưa? Ừ. Đi về đi. Ui. Mày đi về luôn hả? Tào lao mày. Rồi bây giờ ông tính đi. Chứ không ấy là ông Tư đi về đó, ông giận luôn đó. Tao nói mày không có gì khó khăn hết đó. Có tao là xong hết. Rồi tính coi. Bây giờ món ăn phải không, để mừng sinh nhật mày phải không? Đúng rồi. Mấy bữa nay mưa nhiều nè. Mưa nhiều. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài đồng quan á. Chi? Bắt ốc nhiều lắm. Bắt ốc? Ừ. Bắt á, đem về đây đi. Tao sẽ nghiên cứu thành một cái món ăn lạ. Trời đất ơi. Được không? Được không? Sống được mày. Rồi ok. Bây giờ ông Nhí ông sẽ đi ra đồng, ông bắt ốc về, ông làm một cái món ăn đặc biệt đãi sinh nhật ông, chịu không? Ừ, cũng được á. Ok, tiến hành. Chuẩn bị nhổ neo. Mà có không? Tao bao mày có luôn. Bao có phải không? Ừ. Mấy hôm nay mưa ở ngoài đồng ốc nhiều lắm. Đúng rồi. Giờ đi ra anh em mình bắt về làm một cái món gì đó đặc biệt để mà đãi sinh nhật ông Tư. Ừ. Đúng chưa? Cái việc mình bỏ thao đem về làm món ăn thôi. Ok, lên đường. Lên. Tôi sao tôi mệt cái ông này quá ha. Ốc bu bây giờ ở ngoài đường bán có nhiêu ký đâu, mấy chục ngàn à. Mà tiết kiệm đòi đi ra ngoài này bắt, đúng không? Ra ngoài này sao có nhiều được. Mua tầm 2 ký về làm ăn thấy bà nội. Đó, bây giờ ông kiếm đi, ốc bu đâu? Chù cha, lâu lắm rồi mới lội xong nha ông Nhí. Mát dữ á. Mát lạnh luôn phải không? Chù cha, ở dưới có sình. Chứ không lẽ có đá mày. Xong rồi phải có sình chứ thằng này. Có sình. Chù cha sâu dữ vậy. Đây, ốc bu đây, ông Nhí ông bắt được 3 con rồi. Nhỏ quá. Ngay chân luôn rồi. Đó. Đây. Đại ca nói chứ.
Con này chưa, để tôi bắt con bự hơn luôn cho coi. Con phụ đồng này nó vậy mà nó đâu có bự. Rồi đi dài dài ha. Chù cha đã dữ á. Wow. Đây ông Nhí. Ốc bu nè. Bắt không, bắt không? Nè. Nè. Cái này ốc chút ép bắt gì tao? Mày sao mày? Có không? Trong lục bình khó hay lắm. Ừ, nó nằm trong lục bình á. Nè, đó, nó đậu nè. Nằm trong lục bình á. Bắt đi chứ có nói nhiều lắm gì đâu mày. Mày. Ê, cái trứng nó ăn được không? Trời đất ơi, quá đã hả? Nó nằm ở trong mấy cái cỏ này. Ừ, đúng rồi ông Nhí. Ốc mà ra ruộng bắt về nè, ra sông bắt về nè, về ăn nó mới ngon. Còn ốc mình đi mua là ốc nuôi. Nuôi thịt nó đâu có chắc. Ốc nuôi thịt nó dai lắm, nó không mềm. Đây đây đây, nguyên một cục nè. Đó, hai con luôn ha. À, nhỏ nhỏ quất được. Chứ thịt nó ngọt lắm. Thịt nó ngọt không? Ừ. Sao biết? Tao ăn hoài tao biết, sao không biết mày? Đây nè, đây có con nè. Này về phải rộng rửa nha ông Nhí. Ừ, về mà ngâm ớt đó. Ngâm ớt nó nhả sình hết. Ông đi từ từ thôi, ông đi lẹ quá sao có. Trời ơi, ông Tư một chỗ mà ông bắt cả bị kìa. Ông Nhí cứ lội lội lội, không bắt được gì hết. Có ông Tư? Có, nằm trong đốc không à. Quá trời luôn. Chưa? Có khi bắt được cá luôn. Cá khó bắt lắm. Ừ đúng rồi, con nó bự á. Núp núp ở trong á. Quá đã luôn. Thì bây giờ ông Nhí ổng sẽ rửa thiệt là sạch mấy con ốc này. Ốc này là ông Nhí ổng đã ngâm rồi nha. Anh em đi về là có ngâm nước rồi, ngâm cho nó nhả ra. Đó. Sạch thiệt là sạch. Rồi ok, thì hôm nay mình không biết là ông Nhí ổng làm cái món gì luôn nha. Hỏi thì ổng không có nói. Ổng bảo là bí mật sẽ được bật mí khoảng chừng nửa tiếng sau. Đó, ổng chuẩn bị nè, đầy đủ luôn ha. Gia vị nêm nếm. Ốc bu là ông Tư đang luộc ở trong kia. Ổng để ở đây một cái chảo. Cái chảo làm gì ta? Bình thường ốc bu á là hấp hoặc là luộc là ăn. Mà hôm nay bài biển chi cho cực vậy? Chuẩn bị tao làm đó. Rồi bây giờ làm sao? Bắt cho chảo nóng hay sao? Rồi bắt cho chảo nóng lên. Để tao làm nóng cơ thể tao đó. Trời đất ơi. Chịu gì nổi đó, cho ao nhiều quá hết cay liền, nó bán cái mùi cay liền quá hay luôn. Nặng quá mà đó giờ chưa bao giờ thấy xào ớt kiểu này nha. Cái món này nó vậy đó. Ừ, mày nghe hủ tiếu để nó cay hả?
chuyên nghiệp. Có đường nha. Một chút muối ông Tư. Một chút muối vô. Cái này là gì? Dầu hào. Dầu hào. Chù chà. Một chút dầu hào. Tương ớt. Đã có ớt thiệt rồi mà còn tương ớt nữa hả? Siêu cay. Cái món này có thể xuất phát từ Thái Lan nha. Người Thái Lan người ta thấy ăn cay lắm. Chính xác luôn á. Trời trời. Cái mỗi lần số còn thích rồi. Nhưng mà thấy vậy là xong. Xong. Đơn giản vậy thôi. Vẫn muộn dứt. Chú chà, quá lẹ luôn. Tính ra có 15 phút à. Đó, vậy là happy birthday nó được rồi. Ok, xong xuôi ông Tư ơi. Rồi, dọn lên, chiến thôi. Có bia nè. Chú chà, kỳ này không thể nào thiếu được. Tại vì ngày vui ông Tư mà. Ngày đặc biệt của ông Tư là phải như thế này, ít ra nó cũng phải vậy. Ý nghĩa ông Tư, quá ý nghĩa luôn. Hóc bu á là ra đồng bắt, không mua. Đúng rồi. Bắt về chế biến hết cả tiếng đồng hồ mà làm cái món này trong vòng 15 phút là xong. Hay quá vậy hay. Đấm lưng cho ông cái. Rồi ok, thì hôm nay ông Nhí ông có chuẩn bị cái này là ok nè. Mỗi lúc ăn uống là thiếu nha. Bữa nay đặc biệt mà. Ngày đặc biệt là phải có đầy đủ, không có thiếu gì hết. Rồi xin mời anh em. Xin mời anh em nha. Tớ. Nghe nó bốc rồi ha. Thứ bảy tớ. Rồi trước khi thưởng thức cái món này á, mình làm cho lạc miệng cái. Vô. Chúc mừng sinh nhật ông Tư. Chúc mừng sinh nhật ông Tư nha. Quá đã ông Tư ơi. Rồi giờ cái món này ăn sao? Ông Nhí chỉ coi. Cái món này ăn sao? Rồi ấm móc lên. Để ra chấm nước mắm. Cái nước nó vừa vừa. Đúng rồi, cái nước nó cay cay. Cay cay ngon. Giờ chấm vô thử xem là nước mắm vừa ăn hay không nè. Rồi thử ha. Rắc luôn. Cảm nhận. Tôi thấy con ốc này á, cái nước sốt đó nó hơi lạc lạc mà hơi mặn mặn, xong chấm vô nước mắm này chua. Ngon, tuyệt vời. Tuyệt vời ông Nhí ơi. Mày sao mày còn phải nói nữa, cái món này món đặc sản đó. Tôi cảm nhận như thế này. Mình lễ con ốc ăn bình thường thôi, nhưng mà con ốc bây giờ nó thơm hơn bình thường. Đó, nó thơm lắm. Quá thơm luôn. Nè, để mình lựa con nào to to mình ăn thử coi. Mấy con mà nó không mở miệng là chết ông Nhí ơi. Đó, có mấy con nó không mở miệng á. Nè, mở miệng sẵn nè. Mở miệng nó chờ mình nè. Đó. Chấm vô, chấm ngập vô. Ăn lại một cái nữa nha. Thấy không, thấy nguy hiểm không? Ngon. Món cực kỳ nguy hiểm. Ngon. Hút cái nước vào nữa. Cái món này nó bén dữ ông Tư. Nè,
Ốc này ốc bắc nha. Con này đó. Chút xíu à. Con này còn đít luôn nè. Chạm vô. Chù chà. Nè. Này là ông Nhí ông có bỏ vô đây chút gừng nè. Thấy không? Nước mắm ngon không? Ngon. Mắm táo luôn. Ngon. Ốc này dai quá ta. Đúng rồi. Dai ghê á. Ốc này dai nè. Đó, có chiêu hết ha. Dưa leo. Dưa leo non. Ở trong cái miệng đó. Ớt không à? Ngon quá ông Nhí. Dưa leo cho nó mắm hơi tắt. Để qua đây chấm cho dễ rồi. Quá ngon. Cái món này á, ông muốn ăn ngon á, phải ăn lẹ nha. Ăn lẹ nó mới đã. Đúng rồi. Ăn mà chậm chậm á là không kịp nha. Ở già nóng, chuột già nóng. Cái này nó còn cách ăn nữa. Mày có thể chế cái mắm dùng đây luôn. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, hay. Để nó thấm vô ốc luôn. Chi cho cực vậy. Ốc luôn làm với cái nước này luôn ngon. Sạch á. Sạch á. Cay quá dễ sạch lắm. Mập tù lù ha. Phải công nhận mình đi bắt gì mình ăn nó ngon hơn. Biết sao không? Mình lội xuống mệt đó. Lội xuống mệt đói bụng. Về mình ăn. Múc miếng dưa vô phải đỡ ngán. Ăn mà ngán là múc dưa vô. Vô mới đây. Bén quá. Vô. Nghe ấy lâu dữ rồi. Đúng rồi. Dài hả? Mà tôi để ý nha, mấy con nhỏ nhỏ nó ngon hơn ông Nhí. Ha? Đúng rồi. Đúng không? Chính xác. Ông ăn con nhỏ đi, tôi ăn con bự cho. Mày thọc lao quá mày. Gai tao hả? Để gì? Nè mấy con bự nè. Cái này là mà tẩm ốp kiểu này á, là con lớn con nhỏ gì cũng ngon hết á. Phải không? Không có con nào dở á. Con nhỏ ăn nó không đã, nhai nó không đã. Nhưng mà ốc nhỏ mình còn đi bắt được chứ ốc bự đâu có đâu mà. Bắt toàn ốc nhỏ không à. Ốc bự là đi mua. Đó. Nè, giờ thử cái nước. Ha. Cay á. Thử cái nước. Đây. Đó. Đã lắm. Cay đã lắm. Cay mà nóng vừa phải. Trời đất ơi. Sướng. Nó vừa ớt vừa gừng nhưng mà nó cay lắm. Đây. Con này có trứng nè. Nước mắm bao quá. Nước mắm này tôi cảm nhận là nó hơi lạc ta. Đúng á. Mặn mà. Vừa ngon lắm á. Nó vừa ăn mà không mặn không lạc á. Chấm ngập vô. Vậy là mày muốn bị viêm họng rồi đó mày ơi. Lưỡi mày chắc lạc hả? Ngon quá. Trời ơi con này mập. Ông nội ơi. Con mới ngon á, giòn lắm. Con này giòn lắm. Chấm ngập vô nè. Mày chấm sao á, mày giữ cái nước mắm nó chạy vô trong con ốc luôn á. Đây, vậy phải không? Chứ đừng vũ. Thấy không? Nó đã rồi. Vũ rồi nó rớt nước mắm hết rồi, đâu còn thấm. Tới công chuyện luôn từ ơi. Còn đó ngon á, thịt nó ngon. Con này ngon nè. Cái con nào cái đầu nó bự vậy nè là nó ngon. Mà con ốc này không biết phải ốc bu không, nó đủ thứ hết à. Lật lên nè, mày thấy không, con ốc tôi lấy nè, nó có cái đậu đỏng không, thứng nó bắn vô. Lật lên hả? Rồi hiểu. Con tôi nó nhỏ xíu à. Nó bự nhưng mà lễ ra nhỏ xíu à. Hình như nó hai lội hay gì á. Hai ba lội á.
Nè, như con này nó chui núp nè. Mày núp hả mày? Núp hả mày? Cái này nếu mà anh em mình ăn nhiều quá nặng bụng nha. Uống bia vô. Uống bia vô, uống bia vô. Vô. Quá đã. Chù cha, cái món này uống bia còn gì bằng. Ngon quá. Cái món này món khô mà uống bia còn gì bằng. Tiếp. Quá. Sao nó núp rồi. Chù cha cái con này. Ê mày có phải đây mày có để ý là mày thấy nó không có nhớt mà miệng. Không thấy nó nhớt luôn nha. Có ở đâu mình xử lý hết rồi mà. Ngâm mấy tiếng đồng hồ. Nó không giống con luộc không? Cái luộc khác. Luộc nhớt gì đó. Làm kiểu này nó không nhớt. Đúng rồi. Tại vì mình luộc xong cái mình đem ra mình ăn liền nó nhớt. Còn này mình luộc xong mình xào rửa sơ xong mình xào lại nữa nó sạch. Đúng rồi. Cay quá, đau miệng quá, hồi quá dở luôn á. Rồi thôi về ông Tư ơi, ăn no nê rồi. Giờ anh em mình đi về. Chút tối nay tôi mua cho ông cái bánh kem nữa là xong. Thiệt chứ. Nhớ. À, cá mày nè. Có chuyện gì ông Tư? Chết tôi rồi. Cái gì vậy? Không biết. Cái vụ gì? Có chuyện gì? Trời ơi. Cái chuyện gì mày nói thẳng ra anh em giải quyết. Hôm nay đi không có phải. Ông nói rõ coi. Cái vụ gì? Hôm nay không phải sinh nhật của tôi. Tháng sau lận. Ơi, thì ra là chuyện này có gì đâu mà lo lắng. Hôm nay lộn ngày đúng không? Tháng sau làm có gì đâu sợ. À, đúng rồi, tháng sau làm lại. Ừ. Vậy là bữa nay không phải hả? Không, tháng sau lận. Ông lộn rồi. Gì? Cái thằng tào lao này mày ơi. Cái ngày sinh nhật mày phải nhớ cho chính xác chứ. Cái gì? Bây giờ ông lộn sao giờ? Đưa cá cho ông đi. Thôi mày dẹp mày đi mày. Cá mắm gì nữa? Đi về bán đi. Trời đất ơi, có cái sinh nhật không mà lộn hoài. Sao tôi mệt ông quá vậy? Xém chút xíu nữa tối nay mua cho ông cái bánh kem thôi không? Còn Phi á, ấy là mua lỡ mua cái bánh kem rồi là chết luôn á. Thôi đi về đi. Tháng sau tổ chức. Còn mày dẹp luôn. Mày đi về bến luôn đi mày. Tào lao. Trời đất ơi, có gì đâu. Ổng lộn chứ ổng đâu có muốn đâu mà ổng la sùm. Cái ngày vui của ổng mà. Ổng nôn quá. Kiểu ổng nôn quá. Một năm ổng sinh nhật hoài. Cái hôm nào mà nhà ổng không có đồ ăn cơm á là sinh nhật. Mệt ổng ghê á.